Linh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương trong chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 164 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ 45 phút tối Chủ nhật, tuần thứ tư của mỗi tháng trên kênh LA34 và được đăng tải lại trên kênh YouTube Long An TV. Và thưa quý vị khán giả, món quà tinh thần đầu tiên sẽ là bài tân cổ Thương Nhau Lý Tơ Hồng, sáng tác nhạc của Trương Quang Tuấn, lời vọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, với phần minh họa của vũ đoàn Diva, cùng với sự góp mặt của hai vị khách mời đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga. Sao xuyến lý chừng tình. Nghe tiếng con hoàng quanh nước liếu lo trong chiếc lồng son làm em giật mình tỉnh giấc bỗng đâu có tiếng còi tàu từ xa vọng lại như tiếng sương khuya ước đồng.
kịp lấy tân hồng. Trên con ngựa ô dây cốt bả thiên đàng, đôi chim sáo trên cành đa trước ngõ cũng cất tiếng chào đôi bả. Nói về bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương thì thật ra là tôi đam mê cái bộ môn này từ hồi rất là còn nhỏ. Đến bây giờ thì là những nghệ sĩ nổi tiếng hiện tại thì tôi cũng biết rất là nhiều, nhưng là về giọng ca nam thì đặc biệt là tôi rất là đam mê giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Mê nhất là cách bỏ chữ bỏ nhịp của nghệ sĩ, nghĩa là những cái bài ca của nghệ sĩ Thanh Tuấn thì tôi cũng biết rất là nhiều. Rồi sau này thì được dịp tôi có xem cái vở cải lương là Người Tình Tên Kiến Trọng thì phải nói là rất là hay, đã đi vào lòng người rất là sâu sắc. Em tên là Ngọc Cẩm, em ở Long An. Em rất thích nghệ sĩ Phượng Nga và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Nghệ sĩ Phượng Nga và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn diễn với nhau rất là nhiều trích đoạn hay. Trong đó có trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận là em thích nhất. Tại vì trích đoạn này là em cảm thấy hai người diễn rất là hay, rất là ăn ý với nhau. Ôi, nói về nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, tôi rất là đam mê. Tôi mê đam mê nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn từ nhỏ. Tôi nhớ rất là rõ là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phương Nga diễn vở cải lương Người Tình Trên Chiến Trận. Tôi rất là đam mê từ nhỏ. Và những bài hát tân cổ như Nhớ Nha Trang hay là Huế Tình Yêu Của Tôi, tôi rất là đam mê. Và nhân dịp đây thì tôi đam mê từ nhỏ mà tôi cũng thuộc mãi mãi một khúc bài Nhớ Nha Trang. Nhớ lại ngày nào mình đứng ngắm mây say xa thăm trùng khơi đoàn tàu đang thả lưới, mặt nước biển xanh êm đềm mình bóng núi xào xạc hàng dương tiên gió nhẹ lá buồn mạnh. Em thích nghệ sĩ Thanh Tuấn như nghệ sĩ Phượng Nga, nhất là cái trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận. Em cũng mong hai nghệ sĩ có nhiều sức khỏe để phục vụ bên nghệ thuật. Nhân tiện này thì tôi cũng xin chúc cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga được rất là nhiều những cái vở tuồng hay, những bài ca hay để mà phục vụ như những người mến mộ mình. Và nhân dịp đây em cũng xin chúc cho nghệ sĩ Phượng Nga và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn có nhiều sức khỏe để cống hiến những bài ca hay cho những người đam mê đờn ca tài tử cải lương trên toàn cả nước, là trong đó có em. Và thưa quý vị, chúng Linh xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và giao lưu với hai vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga.
Em xin chào anh Thanh Tuấn và xin chào chị Phượng Nga. Dạ, không biết là xưng hô anh em như là trong nghệ thuật thì dạ có phải phép không ạ? Em cứ gọi, Linh cứ gọi là thân mật là anh và em. Qua các chương trình của đài phát thanh và truyền hình Long An, anh Thanh Tuấn và chị Phượng Nga lại kết hợp cũng rất là được lòng quý vị khán giả, ăn ý với nhau. Vậy thì không biết là anh Thanh Tuấn, anh có thể chia sẻ một đôi lời về những kỷ niệm dành cho chương trình được không ạ? Với chương trình này thì Thanh Tuấn cũng đóng góp nhiều. Thường thường thì Thanh Tuấn diễn rất nhiều nghệ sĩ nữ, thì trong đó thì có Thanh Kim Huệ. Đến thời điểm sau này thì có sự hài hòa với nghệ sĩ, trong đó tươi mát hơn. Thì chương trình để mời Thanh Tuấn cùng Phượng Nga để biểu diễn chương trình này cũng nhiều tiết mục, nhiều trích đoạn, nhiều bài ca lẻ để phục vụ cho khán thính giả của chương trình. Rồi sau này thì cũng có với Thanh Kim Huệ, nhưng rồi bây giờ thì sau này cái chương trình này, ngoài những chương trình từ thiện đi làm cứu trợ từ thiện, thì Thanh Tuấn lại đi với Phượng Nga nhiều. Phượng Nga đó bây giờ là đại sứ tâm linh của 2015-2020, vì thế cho nên là cái sự gặp gỡ, cái tâm hồn của nghệ thuật được trang hòa cho nhau. Vì thế cho nên Thanh Tuấn mới Phượng Nga một người em nghệ thuật, em tuổi đời Thanh Tuấn thì anh cả như anh ruột của Phượng Nga. Thế cho nên mỗi lần có chương trình gì, tiết mục gì ban tổ chức yêu cầu, hoặc là cá nhân Phượng Nga yêu cầu, thì Thanh Tuấn sẵn sàng công tác với Phượng Nga. Vì thế cho nên là Thanh Tuấn và Phượng Nga rất là nhiều kỷ niệm, rất là thân thiết trong tình nghệ thuật và tình anh em. Vì thế cho nên hôm nay nhân dịp này thì Thanh Tuấn lại được diễn chung với Phượng Nga nhiều trích đoạn, nhiều bài ca lẽ. Đó là niềm hạnh phúc làm nghệ thuật Thanh Tuấn với Phượng Nga. Và chị Phượng Nga thân mến, chị có nhớ là cơ duyên đầu tiên mà chị diễn chung với anh Thanh Tuấn là trích đoạn nào hay là khi nào không ạ? Nói chung á, là chị mê anh Tuấn từ mê cái hơi cá của anh á, chung á. Chị mê cái hơi ca của anh từ cái thời mà chị bắt đầu bước chân lên sân khấu. Thì thích lắm, mê lắm, mà có nghĩa là cũng là không có dịp để mà được hát chung. Thì trong cái thời điểm mà đi làm những cái chương trình mà từ thiện mà lớn trực tiếp truyền hình của tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ đó, mà chị lại được nằm trong cái thành phần là ban tổ chức, cho nên chị đề xuất với lại ban tổ chức chương trình là mời anh Tuấn về để tham gia những cái chương trình của mình. Nó khá thì cảm động, là tại vì nói chung ra là hồi xưa đó thì cứ hễ anh Năm ảnh hát là chị phải nghe. Dạ, và chị Phượng Nga thân mến, thì nhân đây em cũng muốn biết thêm một chút xíu về vai trò của đại sứ tâm linh của mình ạ. Cũng không có là cái gì để gọi là quan trọng. Thì trong những cái chương trình mà đi phục vụ cho những cái đại lễ Phật đản mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương á, rồi cái chị có tham gia, rồi cái tham gia cái tự nhiên nó tham gia chương trình này, lúc đầu các tỉnh mời về tiếp, cái tự nhiên đi riết, cái rồi tự nhiên cái thì chị thành đại sứ tâm linh vậy đó. Đóng góp bằng trái tim của mình, cái tim, bằng tâm huyết của mình để phục vụ cho, nhất là những cái chương trình mà chùa chiền mà vùng sâu vùng xa đó đi hết, mà đi mà vui kinh khủng luôn kìa. Thì thành ra chị mới có được cái uy tín đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để chị mới có được cái danh nghĩa đó, chứ còn nếu thật mà một mình chị cũng chẳng làm được gì. Và thật sự thì qua nhiều hoạt động thiện nguyện như vậy thì khán giả trên khắp mọi miền đất nước là cảm thấy yêu mến những người nghệ sĩ hơn nữa. Cũng như trong đó có cặp đôi nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga. Vậy thì không biết qua các chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An thì anh Năm, anh có những đóng góp về ý tưởng cũng như là những ý kiến nhận xét để giúp cho chương trình ngày càng gần gũi hơn? Chương trình này á, có lâu rồi. Sau này thì Long chịu trách nhiệm là vấn đề thực hiện nội dung và hình ảnh. Thì phải nói là cũng có một bước tiến, có tiến bộ và phong phú hơn. Đã đem đến cho người xem những tiết mục, những hình ảnh sống thực hơn, và người xem bắt mắt hơn, đẹp. Vì thế cho nên là rất mong rằng
ban lãnh đạo của chương trình này, rồi trực tiếp thì có anh Long thì sẽ cố gắng hơn và nghiên cứu nữa, làm cho chương trình mỗi một ngày đó sẽ sinh động hơn, đem đến sự thu hút cho tất cả quý vị khán giả đón nhận chờ xem chương trình này sẽ ra mắt. Hy vọng rằng chương trình này sẽ mỗi ngày mỗi một bước bật so với những năm trước. Chị nói vậy, cái tầng lớp, cái lớp tuổi của tụi chị ấy, là không có được hạnh phúc tốt đức như các em các cháu bây giờ. Tụi chị là đi lăn lộn ở đầu sông cuối chợ mà không có tạo tên lắm em, chứ không phải được như mấy bé giờ. Ước gì chị trẻ lại một chút để chị còn đóng góp lâu dài nữa. Và xin thay mặt cho tôi Nga cũng đến đúng hết sức cảm ơn sự tổ chức của lãnh đạo chương trình này đã đem đến cho khán giả món ăn tinh thần, tiết mục hay, hình ảnh đẹp mà tất cả các ban tổ chức như người lãnh đạo đã tâm huyết và đã cố gắng sức lực để mà tạo chương trình này ngày một tươi đẹp hơn, vì nền nghệ thuật cải lương của nước nhà, của nước Việt Nam, bản sắc dân tộc giữ gìn mãi mãi. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, với phần hóa trang như thế này, xin anh chị có thể bật mí một đôi xíu về trích đoạn ngay sau đây được không ạ? Cái đoạn này là một kịch bản để lại dấu ấn rất là tốt đẹp trong lòng khán thính giả hâm mộ cả nước và luôn cả những người dân Việt ở nước ngoài. Đó là trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời toàn thể quý vị hãy cùng thưởng thức tiết mục vô cùng đặc biệt này nhé. Giọt buồn nào rơi trên chúng xa, sầu ghé gió mưa vang vang khắp trời, lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời. Tại sao em khóc? Người ta đã đi rồi. Họ đi rồi, nhưng họ là ai? Rồi tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau
không bao giờ có tội. Nhưng anh chị muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn ai gì đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu duyên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói sai em đã hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai và từ bao lâu rồi. Phải em
tiên kiều. Anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không muốn tiếp tục câm nín để mất em. Anh chưa sao? Anh nói gì lạ vậy? Anh sẽ nói, anh sẽ nói là anh yêu em. Yêu em? Yêu em ruột của anh? À khắc chú Sa, anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh điên vì mười mấy năm qua muốn yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đã hôm nay không còn gì nữa cả, kiếm dầm chân lên bồi xóa mồ.
mùa bóng tràm nở trắng. Thoáng thoảng hương đưa giữa chiều dương dân nắng, còn sâu lắng tình anh người chiến sĩ biên phòng.
Cần mảnh đất biên cương tạc giáng đấng quy nghiêm chủ quyền thiên liêng tổ quốc. Truyền thống cháu 4000 năm gìn giữ con cháu nói gương giữ yên bờ cõi quê nhà. Thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 164 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 tối chủ nhật tuần thứ tư của mỗi tháng trên kênh LA34 và được đăng tải lại trên kênh YouTube Long An TV. Và thưa quý vị, với một phiên bản mới năm 2021, mỗi kỳ thực hiện chương trình sẽ có những vị khách mời đặc biệt là các nghệ sĩ thần tượng của đông đảo người mộ điệu trên khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ quay trở lại sân khấu này, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga sẽ dành tặng cho quý vị một trích đoạn được mang tên Đêm cuối của thầy Thiếm, tác giả Thái Phụ. Chúc Linh xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày ấy ra đi, ngồi trên lưng rộng, bay ngang qua làng yên ế, mình đã cố tình đánh rơi một chiếc hài. Đó là lời từ tạ cuối cùng em muốn gửi lại cho quê hương, cho cha mẹ. Có bao giờ mình trách giận tôi không? Cái gì mà giận mình? Phận gái quê mùa, khi có chồng, chữ tam tòng tứ đức em luôn coi trọng. Hỏi còn niềm hạnh phúc nào hơn dành cho em khi được sớm hôm kề cận bên chồng? Không, mình đã vì tôi mà phải chịu nhiều vất vả hy sinh. Nhưng chính từ trong sự hy sinh vất vả ấy, từ ở mình, em thấy sáng thêm chữ đạo làm người. Mình ơi, mình cực khổ là lỗi tại tôi. Tôi làm chồng mà không lo được cho mình đầy đủ. Đằng này kìa mình, em không muốn nghe mình nói như vậy đâu. Trời có ngày mưa ngày nắng thì có người, có lúc
phải cảm ơn mình mới phải. Mình đã cho mình chưa tin sự chung thủy của vợ mình. Mình nhìn kìa sao bàn thiến bụi bóng tan nở rõ tâm như màu của tình vợ chồng sáng rực mãi nhà tân. Mình phải nhìn lòng tích đức tu nhân biên dùng đất này thiêng liêng màu nhiệm để ngày sau mỗi người đến đây chiêm ngưỡng tìm sự bình yên thanh thản cho tâm hồn. Dù hiện tại vợ chồng ta còn mang bản án của vua, nhờ bà con che chở ta thoát qua án từ, bởi lòng nhân từ thắng lòng báo án. Có những lúc thấy mình vui đùa với đám trẻ trong làng, tôi thấy mình càng thêm có lỗi, lỗi với mình,
lỗi với đảo vợ chồng và nòi giống tổ tiên. Cả cuộc đời mình theo tôi làm vợ, chưa có một ngày được làm mẹ để cất tiếng ầu ớ. Và như hồi đó mình có với nhau một đứa nào mà không có sự trả giá hả mình? Mình ơi có thấy dưới chân quê hương biển trời đổi thay, tình ta vẹn tròn thủy chung tháng năm không hề mình ơi năm tháng qua mau mang theo bao nỗi buồn vui ấm lạnh, ta vẫn bên nhau dù hai gương một nắng mấy độ đông qua bao lướt xuân về. Hạnh phúc, em hạnh phúc vô cùng được sống bên mình vẹn chữ Tàu Khang. À, vợ chồng ta đến làng Tam Tân này đã bao lâu rồi hả mình? Em không nhớ nữa, nhưng ngày mới đến đây vợ chồng mình còn xanh, vậy mà bây giờ tóc đã pha sương rồi phải không mình? Thời gian cứ qua nhanh mà đời người thì ngắn ngủi. Mình bao năm xa quê lìa xứ, ta bỗng thèm nghe một câu dân ca của đất mẹ quê cha. Mình ơi, mình hãy hát cho tôi nghe đi. Dạ, em hát đi. Hát đi mình. Em cũng như mình thèm nghe lắm điệu hò Quảng Nam. Đất Quảng Nam chưa mưa đã
lại lần nữa nha mình. Mình ơi, em hát lại lần nữa nha mình. Mình nói cái gì với em đi? Mình bị sao vậy? Mình nói với em đi, để em còn biết em lo cho mình nữa chứ. Sao mình không nói gì hết vậy? Mình ơi, mình nói đi mình. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho, không bán đoàn viên, ước hẹn hò. Đây chính là hai câu thơ được trích trong bài thơ Trăng vàng trăng ngọc của Hàn Bạch Tử. Khi nhắc đến người thi sĩ yêu trăng, chúng ta cũng sẽ nhớ ngay đến một cô gái hiền lành đã dành trọn trái tim mình cho chàng trai có tên Nguyễn Trọng Trí. Dù anh có đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo đi chăng nữa, thì anh mãi là anh Trí của Mai Đình, người mà cô hết mực yêu thương. Thưa quý khán giả, tâm sự Mai Đình cũng chính là tên một trích đoạn rất nổi tiếng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu sẽ được tái hiện trong chương trình này qua lớp diễn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Nga.
Gặp Tùng, nó nói gì với em? Anh Tùng nhờ em săn sóc anh. Ở đây đã có y tá, cô nữ điều dưỡng rồi. Những người đó không thể nào săn sóc anh được nữa. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đâu phải không? Em không đòi hỏi, nhưng bởi không còn ai muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện làm một kẻ hy sinh. Tới giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta buộc tôi phải cô độc. Nhưng còn có em ở bên anh. Bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Mai Đình cũng không thể nào ở bên tôi suốt cuộc đời. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm cá không thể nào chữa trị, nếu người ta bảo tôi mang căn bệnh cùi, bệnh hủi, Mai Đình ở bên tôi suốt cuộc đời không? Anh đi, anh đừng nói nữa. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì, tình nguyện cái gì? Thế gian này là giả dối. Về đi, về đi. Tôi không cần ai thương hại tôi cả. Anh đi. Tôi thật vô lý quá. Xin lỗi Mai Đình nha. Dù sao thì Mai Đình cũng từ quê dân khăn quét vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho những câu an ủi. Cậu Phú ơi, cậu Phú đâu rồi? Cậu Phú vừa ra chợ. Sao Mai Đình không đi với cậu Phú? Đi chợ vui lắm, ở đây làm gì? Em không ham vui. Em đã quen rồi, nỗi buồn từ thơ ấu, và sẽ còn buồn nhiều hơn cho đến hết cuộc đời. Nỗi buồn to lớn quá. Tôi tưởng tôi mang kiếp thế nhân là đã gánh vác nỗi buồn của thiên hạ. Không ngờ còn một người nữa là em. Anh đi. Thiên hạ đều gọi tôi là hàng mặt tử. Tại sao Mai Đình mới kêu tên tục của tôi hoài vậy? Vì em đã quen với cái tên chung nhau cắt xuống của anh rồi. Vả lại em cảm thấy em không xứng đáng gọi tên hàng mặt tử. Ngày nay có tên hàng mặt tử là như ngày xưa, ngày mà tôi làm thơ không có tiền mua giấy mực. Em đã trẻ ông lấy tiền mua giấy mực tặng tôi. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ không nói thẳng với tôi là tôi mắc bệnh phong cùi. Tại sao người ta đưa kết quả xét nghiệm cho Mai Đình mang đến cho tôi? Tại sao? Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô
vào lòng sa mạc để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quy nghi trầm mặc vừa
nền nhà cao cho cha mẹ. Mẹ đọt ráng bên kinh với rau hẹ nước chấm mắm đồng kho đạm bạc bữa cơm chiều. Hoàng hôn giữa mà quốc gia trắng nhiều. Nhà của bạn quê lửa vàng nghi hoa do bếp cơm chiều gạo. Quá đổi đẹp xinh sớm tối bên cha ruộng lúa đồng tràm thương bàn tay em cần mẫn trên đồng tôi đã thầm thương chưa hẳn là thương sao cứ vẫn dương mỗi chiều trong ngóng còn quyển các làm vôi cơm.
Cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Tuyết, nghệ sĩ Minh Nghĩa và vũ đoàn Diva với bài ca cổ Chọn Tân Hiệp Làm Quê Hương của tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 164 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 tối Chủ nhật, tuần thứ tư của mỗi tháng trên kênh LA34 và được đăng tải trên kênh YouTube Long An TV. Thay mặt cho những người thực hiện, Trúc Linh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin bán chào tạm biệt và hẹn gặp lại.